Thưa quý vị và các bạn, học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở không thi hoặc thi không đậu kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông có nhiều hướng đi khác nhau. Con đường học tập của các em cũng rộng và mở ra nhiều cơ hội thành công cho các em. Và sau đây là ghi nhận về việc học của các học sinh đã tốt nghiệp trung học cơ sở. Năm học 2023-2024, thành phố Cần Thơ có hàng ngàn học sinh lớp 9 không thi hoặc thi không đậu vào lớp 10 trung học phổ thông công lập. Những học sinh này có nhiều hướng học tập khác nhau. Vào trường trung học phổ thông ngoài công lập, toàn thành phố hiện có 4 trường trung học phổ thông ngoài công lập, học phí dao động từ 1,6 triệu đồng một tháng đến 10 triệu đồng một tháng tùy trường. Ngoài chương trình theo khung của Bộ Giáo dục, thì một số trường đào tạo tiếng Anh quốc tế, chương trình phát triển bản thân. Riêng trường phổ thông Thái Bình Dương, năm nay mở thêm chương trình chuẩn, học phí khoảng 2,8 triệu đồng một tháng. Học sinh học chương trình này giống như chương trình giáo dục phổ thông công lập. Để đảm bảo được chất lượng của chương trình phổ thông tiêu chuẩn thì đội ngũ giáo viên được đào tạo trên chuẩn và đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ Giáo dục, áp dụng linh hoạt nhiều cái phương pháp giảng dạy để giúp học sinh tích cực chủ động trong học tập. Bên cạnh những buổi tiết học thực, nhà trường còn chú trọng xây dựng chương trình hoạt động ngoại khóa trải nghiệm hướng nghiệp để phân luồng định hướng nghề nghiệp cho các em. Học ở Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên, học viên học 3 môn bắt buộc là toán, ngữ văn, lịch sử. Lựa chọn 4 môn trong các môn còn lại. Môn tiếng Anh là môn tự chọn. Học phí bằng giới hệ phổ thông. Trung tâm thì có cái chủ trương là sẽ phối hợp chặt chẽ với các cái trường cao đẳng trung cấp hoặc là các cái cơ sở giáo dục nghề nghiệp để mà tổ chức vừa dạy văn hóa vừa dạy nghề cho các em. Thì qua đó thì các em cũng đã đỡ tốn hơn rất là nhiều cái thời gian và cái công sức. Rồi qua 3 năm học thì các em có thể là có được hai cái bằng, vừa là bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, vừa là bằng trung cấp nghề, và sau đó thì các em có thể học liên thông lên các bậc học cao hơn. Học ở trường nghề, hiện toàn thành phố có 21 cơ sở có đào tạo bậc trung cấp nghề, chỉ tiêu hàng chục ngàn học sinh với nhiều nghề thuộc tất cả các lĩnh vực. Học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, học trung cấp nghề trong năm đó được miễn học phí toàn khóa học. Một số trường nghề phối hợp với Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tạo thuận lợi về thời gian để học sinh học văn hóa. Sau 2 năm tốt nghiệp trung cấp nghề, học sinh có thể thi để lấy bằng tốt nghiệp trung học phổ thông. Trong năm học 2024 này tuyển sinh thì có dành 15 cái ngành nghề cho cái hệ là tốt nghiệp trung học cơ sở thuộc các lĩnh vực là kinh tế, kỹ thuật, dịch vụ pháp lý, nông nghiệp, công nghệ thông tin, vân vân. Thì các em sẽ học khoảng thời gian là 2 năm rưỡi. Và trong cái quá trình học như vậy thì các em cũng được tham gia thực hành, thực tập tại trường cũng như là thực tập tại doanh nghiệp. Học sinh đi theo những hướng này cũng có cơ hội học tập, có được sự phát triển bản thân, môi trường rèn luyện. Vấn đề còn lại là sự quyết tâm, nỗ lực để đạt được mục tiêu và thành công trong cuộc sống.